Xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với đầu tư điện tử ấy là Phong đây Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về một dự án mang tên là Xui nha anh chị Và đối với Xui thì thời điểm hiện tại em ghi nhận rằng là có rất là nhiều anh em đang quan tâm đến dự án Xui này Bởi vì là trong thời điểm vừa qua nó cũng có những cái sự điều chỉnh khá là lớn ha Điều chỉnh khá là lớn Và cũng như là hiện tại chúng ta đang theo dõi về một cái lịch unlock cái token Xui này Ở trong thời gian tới và nó sẽ rất là dày đặc cực kỳ dày đặc luôn và liệu rằng xui nó sẽ tạo ra những cái đáy mới hay là nó sẽ có cái khả năng để phục hồi ở trong thời gian tới thì em sẽ có những cái lý giải và cũng như là có những cái sự phân tích để anh chị có thể là xem qua và cũng như ở trong video ngày hôm nay á thì chúng ta sẽ không nói riêng về xui mẹ cũng sẽ có một cái phép so sánh với một cái dự án được listing cùng với lại cái thời điểm của xui gần gần cái thời điểm của xui anh chị ha và nó cũng có cái độ hot tương đương xui liệu rằng nó sẽ tạo ra những cái cú hích ở trong thời gian tới hay là những cái sự chuyển biến xấu thì trước khi chúng ta nói đến những cái vấn đề đó thì em cũng muốn giới thiệu đến anh chị một cái sự kiện để anh chị có thể là kiếm được ít nhất là 10 USDT tiền tươi hoặc là 20 USDT tiền tươi tươi với cái sự kiện ở trên bay bích nha chị nhé và đến thời điểm hiện tại nếu như anh chị muốn nhận được 20 đô tiền tươi anh chị có thể là rút ra bán đi sử dụng được một cách là miễn phí thì anh chị có thể là xem qua cái chương trình này rất là đơn giản khi anh chị chưa đăng ký tài khoản bay bích anh chị có thể là ủng hộ team bằng cách là click vào cái đường dẫn đăng ký em sẽ để dưới phần mô tả video này nhé và để mà anh chị nhận được 20 mươi usdt tiền tươi thì anh chị phải là một user mới chưa đăng ký lần nào cả anh chị nạp tối thiểu là 100 trăm usdt thông qua cái bay b2b ha anh chị ha đó, Mobi, b USDT á Và cũng như là đẹp min trade Cái volume trade ở trong future đó anh chị là năm 000 đô Thì nó cũng khá là đơn giản khi anh chị sử dụng với đồng bảy Là anh chị có cơ hội nhận đến là 20 USDT Và đối với người cũ thì sẽ nhận được 10 USDT à, tiền tươi ha anh chị Với cái việc tương tự là anh chị cũng nạp 100 đô Qua Bybit, b 2 và cũng như là trade với cái volume là năm 000 đô nha anh chị Và cái chương trình này thì chỉ có giới hạn là 300 slot thôi Thì em cũng đã giới thiệu một thời gian vừa qua rồi Thì ngày 20 tháng 5 là nó sẽ hết cái chương trình này Cho nên anh chị hãy tham gia thật là sớm nhé để được những cái phần thưởng này. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại cái vấn đề chính của ngày hôm nay là về xui. Thì nếu như chúng ta nói xui á nó có điều chỉnh hay không thì đương nhiên là nó phải điều chỉnh anh chị. Khi anh chị nhìn cái chart ở đây. Anh chị thấy rằng là trong thời gian vừa qua khi nó listing xong nó có một sự điều chỉnh và nó cũng đã có những cái sự tăng trưởng rất là tốt anh chị. À, khoảng 500% ha. Đây em sẽ đo lại khoảng 500% cái giá trị uh, của cái đồng Token Sui này và hiện giờ thì chúng ta thấy rằng là nó cũng đang có một cái sự điều chỉnh nếu mà chính xác ra mà cái sự điều chỉnh này bắt đầu á, là từ cái vùng giá là hai đô uh, tức là từ đầu tháng tư vừa rồi ha, nó điều chỉnh sâu nhất vừa qua là 56% thì cái yếu tố điều chỉnh này đầu tiên á, chúng ta có thể là nhìn qua Bitcoin thì Bitcoin cũng rơi từ 70 mấy ngàn xuống 50 mấy ngàn đúng không anh chị, hiện tại thì đang có sự phục hồi lên khoảng 63 ngàn, thì khi mà bitcoin nó điều chỉnh như vậy thì đương nhiên là ancon cũng sẽ có những sự điều chỉnh nhưng song song với cái việc là thị trường đỏ lửa thì nó có một yếu tố nữa mà hiện giờ em thấy là rất nhiều anh em quan tâm À, đó chính là việc unlock token đúng không anh chị. thì để mà anh chị có thể là kiểm tra về cái việc là unlock token ở à, đối với những cái dự án ở trên thị trường để anh chị à, kiểm soát rủi ro này, anh chị đầu tư nó an toàn hơn. anh chị có thể là sử dụng qua hai trang, một là crypto rank, hai là crop type ha. để anh chị xem được cái lịch vesting. đây nó sẽ có một cái mục vesting ở đây ha. và đối với dự án này thì anh chị thấy rằng là nó có rất rất là nhiều vòng khác nhau unlock ở trong thời gian tới. thì ở khu vực này chúng ta sẽ thấy được là cái vesting schedule ha. anh chị sẽ kéo xuống một tí và anh chị sẽ thấy được rằng là nó sẽ có một vòng Vòng, 2, vòng 3, vòng 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái vòng Sẽ được unlock ở trong thời gian tới Và sẽ có những cái vòng rất là đặc biệt Ở thời điểm này Thì uh, nó được mở bán Xui thì được mở bán Ở trên Binance Long Cho nên là thời gian đầu tiên Khi mà nó testing uh, Thì nó đã được unlock ra hết Cái Binance Long Bull rồi uh, Với cái tổng token cũng khá là nhỏ thôi anh chị Là khoảng 0.4% Và nó cũng đang uh, Một cái vòng nữa là stack nha anh chị nha uh, Và nó cũng đã unlock được hơn 50% Cái vòng này rồi Tiếp đến là Community Access Program Có nghĩa là cái chương trình tiếp cận cộng đồng anh chị để, cộng đồng có thể tiếp cận đến thì nó cũng đã unlock gần 70 80 cái giá trị của cái vòng này rồi nha anh chị à, thì chúng ta còn một cái vòng nữa là community reserve để dự trữ cộng đồng á thì cái thời gian unlock là 1 đến 3 năm thì hiện tại cũng gần 50 và đây là những cái yếu tố trong thời gian vừa qua mà nó có một cái lượng tốc cần xả ra ha ở trong cái thời gian đầu như anh chị thấy đây Thời gian đầu khi listing xong thì Binance, Lombo và những cái vòng khác nó đã xả ra và tạo ra một cái sự điều chỉnh 70% một sự điều chỉnh rất là lớn ở trong một cái thời gian đầu nha anh chị và sau đó thì nó có sự phục hồi và lý do tại sao cái sự phục hồi lên đến 500% của đồng token này sau khi bị xả thì anh chị có thể là giải lý của nó một cách rất là đơn giản thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ để ý nha, sẽ có vòng là investor này. À, anh chị lưu ý, investor là những cái nhà đầu tư. Tiếp đến là early contributor là những cái người đóng góp đép hay là những cái nhân viên vân vân đóng góp sớm vào dự án. Ha, à, build dự án lên ở thời gian đầu á thì hai cái vòng này Tức là sao anh chị? Là hai cái vòng sẽ cần đẩy lên có một cái sự thanh khoản tốt ở mức giá cao để trong thời gian vừa qua họ unlock ra. Hả anh chị hả? Để trong thời gian vừa qua họ unlock ra và có lời anh chị. Investor là những cái người đầu tư vào. Khi họ đầu tư vào thì đương nhiên là số tiền của họ phải sinh lãi. Cho nên là giá trị của nó phải tăng lên đó và tiếp đến là early contributor khi họ bỏ công sức thời gian ra để xây dựng dự án này thì đương nhiên họ cũng phải có lời và hai cái phần phân bổ này rất lớn anh chị nó lên đến là 21,1% phần đối với là early contributor và investor là 14,1% phần nó bị clip trong vòng một năm và trong vòng một năm vừa qua thì nó đẩy giá lên rồi có nghĩa là sao anh chị là market maker phải đẩy giá lên để cho những nhà đầu tư có lãi và khi mà cái áp lực trả lãi tới á, thì bắt đầu là họ sẽ và như anh chị thấy là thời gian vừa qua mới unlock hai vòng này thôi ha mới unlock hai cái vòng investor và contributor thôi thì đã có lực xả rất lớn ở trên thị trường rồi không chỉ là một cái vòng investor và những cái người mà cũng đầu tư cái dự án này thì cũng đã mua và cũng như là đã xả ở trên này. Đó cho nên là nó tạo ra sự mô liên tục liên tục ở trong thời gian vừa qua để có một cái sự thanh khoản nha anh chị. Đầu tư thì đương nhiên là phải có lời rồi. À, đó là cái điều hiển nhiên. Đó và à, liệu rằng ở trong thời gian tới thì dự án này có đâm thật là sâu xuống khi mà chúng ta thấy được cái lộ trình ha của investor và early contributor nó rất là dài nó kéo dài đến uh, một con đó là kéo dài đến 2026 là đối với investor và một vòng là contributor thì nó kéo dài tới 2030 à, và cái lượng token rất lớn nữa vậy thì á uh, nó sẽ sập hay sao hay là nó sẽ có những cái biến uh, biến động tốt hơn và cái mà chúng ta quan tâm ở đây là gì ở thời điểm hiện tại chúng ta thấy rằng là Bitcoin đang sau hai vinh đương nhiên là sau hai vinh sẽ có những cái biến động là nó sẽ điều chỉnh nó sẽ hồi lại rồi nó sẽ tôm lum hết để khiến cho Ancon con chảy máu À, cho nên chúng ta thấy là Ancon bây giờ rất là đỏ rất là đỏ luôn à, và để mà có một cái sự tương quan về những cái thông tin để chúng ta so sánh á, thì chúng ta có thể là xem qua arb arb nó có một cái điểm tương tự ha anh chị ha có một cái điểm rất là tương tự nó chỉ có một cái khác thôi là nó ít vòng hơn con này thì được listing vào thời điểm là tháng 3 của 2023 ba à, Còn đối với Sui á, thì được listing vào tháng 5 của 2023 ba à, Cùng một cái thời điểm đó, hai con này đều có độ hot như nhau đều có độ hot như nhau nha anh chị và nó cũng có vòng team advisor và investor thì team uh, và cũng như là advisor thì nó tương quan với lại cái vấn đề là early contributor uh, cũng như là team thôi huh, early contributor của dự án xu. đó và cũng như là investor thì nó cũng giống như vậy và hai con này và hai cái vòng này của Arbitrum thì đều lock trong vòng là một năm clip one year này nha anh chị nhé và cũng như là mới được unlock trong thời gian vừa qua và khi chúng ta nhìn cái chạc Arbitrum chúng ta sẽ thấy được cái điểm tương đồng đối với dự án này anh chị thấy rằng là thời gian đầu nó cũng tạo ra sự vô mô đúng không ạ và nó sẽ xuống thì cái lực sẽ xuống này là từ đâu đến nó từ cái vòng đeo arbitrum này và cũng như là aerob hai cái áp lực rất lớn à, và cũng như là cái áp lực liên quan đến aerob 11,6% này là nó tạo ra cái độ hot của arbitrum đó anh chị và sau khi mà những cái người chúng aerob họ sẽ xuống đúng không anh chị thì nó có một cái sự phục hồi lên và cái sự phục hồi này nếu như chúng ta đo đạt nè từ vùng đáy của nó nha cơ bản thôi nó cũng rơi tầm khoảng 200% và hiện giờ thì nó đang à, điều chỉnh và điều chỉnh rất sâu rồi bởi vì là à, cái lịch unlock đây của team và cũng như là nhà đầu tư. Khi họ có lãi đương nhiên họ sẽ sẽ thôi. Và thời điểm này nó đang chậm lại, nó đang ngủ lại anh chị. À, và em sẽ lý giải tiếp là tại sao thời điểm này Obitum khi nó đã điều chỉnh về lại cái vùng đáy trước đó của nó thì nó ngủ lại bởi vì anh chị phải hiểu là nhà đầu tư họ sẽ thì đương nhiên họ sẽ sẽ nhưng mà họ phải sẽ ở trong cái điểm lời của họ kể cả tim cũng vậy không ai làm không một cái dự án ra mà không kiếm không bỏ túi mình một đồng nào cả anh chị đúng không ạ kể cả như là Ethereum đi thì anh chị thấy là Vitalik đó có bỏ túi mình ETH hay không có chứ lâu lâu có sẽ không có chứ đúng không ạ đó, thì nhà đầu tư hay là team thì đều cũng phải có lời thôi Cái vấn đề là tại sao nó sẽ nguội lại Bởi vì là giờ giá nó vừa đáy rồi thì Arbitrum cũng phải giống như xui thôi khi mà về đẩy rồi á thì nó sẽ cần một cái sự phục hồi lên để sẽ tiếp ở trong thời gian tới và hiện tại nhắc lại một lần nữa cho anh chị nhớ nhé là chúng ta đang nằm ở trong cái thời điểm là gì anh chị là ha và sau ha vinh sau những cái sự biến động về giá cả thì bắt đầu là bitcoin tăng trưởng tiếp rồi ancon sẽ phục hồi và tạo ra những cái bước tiến mạnh mẽ hơn đối với ancon khi vào ancon season À, và thời điểm hiện tại khi mà nó quay lại cái vùng giá này đối với Arbitrum đi anh chị thấy rằng là em vẫn sử dụng một cái phương pháp thôi em sẽ vẽ lại cho anh chị nào à, chưa xem những cái bộ live stream của em thì em sẽ vẽ lại cho anh chị nhớ nhé em sẽ luôn luôn tìm những cái dạng mới và đo ở cái cây nến ngày đầu tiên khi nó listing và khi anh chị nhìn vào đây anh chị thấy rằng là gì khi mà giá của nó bị errop sẽ xuống nó đến ngay cái vùng là 0.618 đúng không ạ nó phục hồi lên nó phục hồi lên rất tốt và sau đó thì nó điều chỉnh thì nó cũng về tới cái vùng này và nó đang có những cái lực hấp thu, những cái lực bán rồi ha, đang hấp thụ những cái lực bán thì trong thời gian tới đối với ABG thì em nghĩ rằng là anh chị có thể là tích lũy một ít ở quanh khu vực giá này ha, tích lũy một ít trước để chờ một sự phục hồi lên. Và khi mà anh chị thấy cái sự phục hồi lên nó hưng phấn lên á thì anh chị phải nhìn lại cái vesting schedule bởi vì là cái lịch trình unlock của ABG nó sẽ kéo dài tới 2027 đó thì đây là cái cách để em sẽ đánh những cái dự án mới khi mà những cái lệnh unlock ra đó, nhà đầu tư nào thì cũng muốn có lời thôi anh chị ạ và khi chúng ta nhìn về câu chuyện ABM thì chúng ta cũng đã có câu trả lời đối với xui rồi đúng không ạ à, một cái câu trả lời nó cũng nằm gần trước mặt chúng ta rồi thì em cũng sẽ lấy ví dụ lại như ABM em cũng sẽ sử dụng cái phương pháp Fibonacci em kéo ở cái cây nến ngày đầu tiên ngay cái vùng đóng nến thôi nha anh chị nhé để anh chị có thể là quan sát anh chị có thể là nhìn ra một tí rằng là à, nó tuy rằng là có một cái sự phản ứng xuống hơn 0.68 một tí nhưng mà sau đó nó vẫn phục hồi lên và tăng trưởng rất là tốt. À, tăng trưởng rất là tốt. Và hiện tại cái vùng 0.5 và 0.68 này nó đang nằm ở cái vùng là khoảng 0.66 cho đến là 0.53. À, rất gần cái vùng này rồi anh chị và trong thời gian tới thì em nghĩ rằng là cái khả năng rất là cao nó sẽ quay về tới vùng này được à, và vì sao đúng không anh chị vì khi mà anh chị kéo xuống đây này cái lịch trình unlock của nó sẽ rất là dày đặc ở trong tháng uh, đây sẽ kéo lên lại nhé ở trong tháng tư à, ở trong tháng 5 này 4 tháng 5 5 tháng 5 6 tháng 5 7 tháng 5 liên tục unlock cứ mỗi ngày trôi qua nó sẽ unlock ra 0.01 liên tù tùy như vậy luôn anh chị và không chỉ là tháng 5 mà nó còn kéo dài đến tháng 6 tháng 7 tháng 8 và rất rất nhiều tháng sau đó rất là nhiều tháng sau đó luôn nha anh chị. Bởi vì là cái lịch trình unlock của nó kéo dài tới 2030 đối với lại cái vòng early contributor lận. và vì vậy là cái lực sẽ nó sẽ hàng ngày kéo dài kéo dài kéo dài như vậy và đến một cái thời điểm nhất định khi mà nó đến cái vùng hỗ trợ này thì em tin rằng là cái khả năng để nó tăng trực tiếp là có nha anh chị nha đó thì đây là cái phương án thôi thì nhìn chung á, là nếu như mà anh chị đã hâu xuôi ở những cái vùng giá ở trước đó một vùng giá đẹp rồi Ờ, anh chị có lãi rồi anh chị có thể là chút gốc hay là chút lãi ở trước đó rồi em không biết nhưng nếu bây giờ anh chị muốn đầu tư thì anh chị có thể là ngắm đến vùng này à, đây là cái vùng để anh chị có thể là tham khảo ha ờ, và nếu như à, cái trường hợp như vậy nữa còn một trường hợp nữa nếu như mà nó không tới vùng này mà nó bơm luôn ấy À, nó bơm từ đây nó bơm lên luôn mà nó không về cái vùng mà chúng ta phân tích thì thôi, không sao cả. Chúng ta còn rất là nhiều dự án. Ví dụ như là Arbitrum chẳng hạn, rất là nhiều dự án ở trên thị trường cho nên là em cũng không có uh, gọi như là quá tiếc về một dự án nha anh chị nha. Uh, cơ hội thì vẫn còn đó, thị trường vẫn còn đó, Bitcoin vẫn sống thì Ancon vẫn còn rất rất nhiều cơ hội để đầu tư thì đây là cái góc nhìn phân tích của em cá nhân em. À, muốn truyền tải đến anh chị để anh chị có thể tham khảo thôi còn cái vấn đề là à, khi anh chị muốn đầu tư như thế nào phương pháp anh chị bỏ tiền ra thì đó vẫn là túi tiền của anh chị cho nên là không được xem là khuyên đầu tư anh chị ha hãy đầu tư theo cái trí lý cái sự phân tích của chính bản thân mình để đưa ra những cái phương án tốt nhất thì đối với em đây là cái cách em đang xem xét về dự án và muốn đầu tư ở trong thời gian tới và vì vậy ở trong video này thì chúng ta đúc kết là một vấn đề là gì khi dự án mới listing nó sẽ có những cái mô hình rất là giống nhau thì ở đây em sẽ uh, gọi như là liệt kê lại một tí về những cái mô hình ha đầu tiên chúng ta sẽ nói ở down trên có nghĩa là thời điểm mà thị trường đang đeo đang gọi như là cắm đầu á, thì thường khi listing ngày đầu tiên nó cũng sẽ tăng nhưng mà sau đó là nó sẽ tạo ra những cái áp lực trả lại và giá không được đỡ bởi vì lúc đó nó không thể phô mô thị trường được và giá sẽ đi về vùng đáy rất là lâu sideways và bắt đầu là bơm lên ở sau đó ha và một trường hợp nữa là khi chúng ta nằm ở trong cái vị thế là chúng ta up trên ha up up trên nha anh chị thì nó sẽ có mô hình như sau nó cũng sẽ có một cái sự listing ở thời điểm đầu và sau đó là sự điều chỉnh xuống đến những cái vùng phân tích kỹ thuật hoặc là những cái vùng mà anh chị có thể là phân tích đó là hỗ trợ thì bắt đầu là nó sẽ đẩy lên nó sẽ đẩy lên và đến một thời điểm khi cái áp lực trả lãi sinh ra thì nó sẽ đeo về À, và sau đó là những cái chuyển biến tiếp theo ở trong cái câu chuyện đối với dự án thì chúng ta cần phải check thêm những cái thông tin thì đây là hai cái mô hình ở trong down trên và cũng như là up trên khi một cái dự án mới được listing ở trong hai cái mùa này để anh chị có thể đúc kết lại được về Ừ, sau này khi mà nó uh, có những cái trường hợp nó xảy ra thì anh chị có thể là nghiên cứu và đầu tư ở trong tương lai nha anh chị nha đó thì đây là hai mẫu hình mà em nghiên cứu ở trong thời gian vừa qua em thấy được rất là nhiều đội make maker họ làm như vậy để em truyền tải đến anh chị thì anh chị có thể là tham khảo có nghĩa là có thể là nó sẽ không đúng đâu có thể là nó sẽ không đúng một trăm phần trăm nhưng mà đây là hai cái mô hình chính gọi như là sưu tầm lại để anh chị xem qua ha Rồi, và ở trong video ngày hôm nay uh, thì em cũng đã có những cái sự phân tích những cái sự so sánh về hai dạng là xui và arb ở trong thời gian vừa qua để anh chị có những cái góc nhìn tiếp theo ở trong những cái chuyển biến mà hiện tại thị trường đang rất là rung lắc uh, lên xuống liên tục đối với bitcoin, ancon thì chảy máu chưa phục hồi nhiều để anh chị đưa ra góc nhìn và cũng như là cái quyết định đầu tư nó an toàn hơn thì nếu như anh chị thấy những cái nội dung mà tụi em truyền tải đến anh chị mà mang lại những cái giá trị để anh chị uh, đầu tư an toàn hơn này và có nhiều cái góc nhìn nó mới hơn anh chị đừng quên nhá có thể là để là nút like nút đăng ký kèm theo quà chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới hơn và những buổi live stream và những cái video ở trong thời gian tới mà em sẽ chia sẻ với anh chị và cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết nội dung. Của của video ngày hôm nay và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở trong những nội dung video lần sau